Dạ, hôm nay kiếm được nhiều củi quá. Thế này thì tha hồ đun nấu. Cô gái kia hình như muốn tự tử hay sao mà cứ lao mình về phía hồ thế. Kìa, cô gái. Tại sao anh lại cứu tôi? Sao không để tôi chết quách đi cho xong? Cô đừng suy nghĩ dại dột như thế. Mọi chuyện đều có cách giải quyết. Sao phải hy sinh bản thân mình như vậy? Cô phải nghĩ đến cha mẹ mình chứ. Tôi làm gì còn cha mẹ đâu. Tôi sống một mình ở ngôi làng dưới núi kia. Ở đó có một gã bá ác, vì si mê sắc đẹp của tôi nên ép tôi làm vợ hắn. Tôi không thể chối từ, cũng không muốn đồng ý, nên bất đắc dĩ mới chọn cái chết. Thì ra là vậy. Giờ cô định thế nào? Anh đã thương tình cứu tôi thì thương cho trót. Giờ tôi chẳng biết đi đâu về đâu cả. Hãy cho tôi ở lại đây, tôi sẽ nấu cơm, giặt giũ, quét dọn nhà cửa cho anh. Tôi không lẽ anh muốn tôi lại lang thang bên ngoài rồi tìm đến cái chết sao? Anh nỡ lòng làm vậy sao? Thôi được rồi, dù sao cô cũng còn đang yếu, hãy cứ ở đây tạm vài ngày rồi tính sau. Cảm ơn anh nhiều lắm. Từ hôm đó, cô gái ở lại nhà của Lưu Bá Ôn. Hằng ngày Bá Ôn vào rừng đốn củi, còn cô ở nhà nấu cơm. Những lúc rảnh rỗi, cả hai cùng nhau trò chuyện tâm sự. Dần dần họ nảy sinh tình cảm với nhau. Bá Ôn, nếu chàng không chê, thiếp xin nguyện dành cả phần đời còn lại để ở bên chăm sóc chàng. Ta cũng chỉ là một kẻ không cha không mẹ. Nàng không những không chê ta mà còn muốn làm vợ ta. Ta thật sự rất hạnh phúc. Bá Ôn, thiếp yêu chàng. Linh Diện, ta cũng yêu nàng. 3 năm sau. Hôm nay ta phải đi giao củi ở làng bên, chắc phải tối mới về được. Nàng ở nhà cẩn thận nhé. Chàng đi cẩn thận nhé, thiếp ở nhà đợi chàng. Chú Lưu lại đi giao củi đấy à? Chăm chỉ quá cơ. Phải chăm để có tiền nuôi vợ nữa chứ thím Lý. Giờ đâu phải có một mình nữa đâu. Ừ, nhắc mới nhớ, tính ra chú lấy vợ cũng được 3 năm rồi nhỉ. Thế mà vẫn chưa có mụn con nào. Con cái là lộc trời cho, trời thương khi nào thì cho khi đấy thôi. Vợ chồng tôi cũng mong lắm mà chưa được. Trời thương là một chuyện, nhưng cũng phải do mình nữa. Hay là chú thử đến miếu trên núi Tuyền Nùng cầu thuốc tiên xem sao. Nghe nói thuốc ở đấy linh nghiệm lắm, mấy người hiếm muộn đến cầu đều được con rồi đấy. Vậy ư? Thế để tôi lên đó thử cầu xem sao. Cảm ơn thím đã chỉ nhé. Không có gì, vợ chồng chú có tin vui thì hàng xóm cũng mừng. Thế thôi tôi đi nhé. Vâng, ngày mai nhất định mình sẽ lên đó xin thuốc tiên. Hy vọng vợ chồng mình uống xong sẽ có tin mừng. Xin thần linh hãy ban thuốc tiên cho vợ chồng con một đứa con. Thuốc tiên cũng không thể giúp được vợ chồng nhà ngươi hoàn thành tâm ý đâu. Ông lại, tại sao ông lại nói như vậy? Ta nói như vậy là bởi vì ta biết lý do khiến vợ chồng ngươi không thể có con. Cho dù ngươi có cầu thần linh hay uống bao nhiêu loại thuốc tiên đi nữa thì cũng vô ích thôi. Tôi vẫn chưa hiểu, ông biết lý do sao? Phải, ta vốn là một đạo sĩ, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể biết được đâu là yêu, đâu là người. Trên người ngươi sặc mùi yêu khí, nhưng ngươi lại không phải là yêu, chứng tỏ vợ ngươi là yêu quái. Ông nói linh tinh cái gì vậy? Vợ tôi sao có thể là yêu quái được? Vợ ngươi chính xác là một con hồ ly tinh biến thành. Vì vậy mà dù ở với nhau suốt 3 năm qua, hai ngươi vẫn không thể có con được. Ông bạn nói cho cẩn thận, nếu không được trách tôi ra tay. Vì ta thấy chúng ta có duyên nên mới nói cho ngươi sự thật này. Còn nếu ngươi không tin thì có thể về nhà tự mình kiểm chứng. Kiểm chứng sao?
ngươi có thể chờ đến nửa đêm quan sát kỹ càng mà xem. Khi vợ ngươi ngủ say, thì trong miệng cô ta sẽ có một viên ngọc châu màu lục, to bằng hạt ngô, cứ phập phù như nuốt như nhả. Đó chính là bằng chứng, chứng tỏ cô ta là yêu quái. Không, ông nội lão, ta không tin. Tin hay không là tùy ở ngươi, ta chỉ nói sự thật mà thôi. Cái kim trong bọc lâu ngày rồi cũng sẽ lòi ra. Không, không thể nào. Vợ ta không thể là yêu quái được. Kìa, hôm nay chàng sao thế? Cơm không ăn, cứ ngồi thần người ra vậy. Không, không có gì đâu. Tại hôm nay ta mệt quá nên thế thôi. Mình ăn cơm đi. Có chuyện gì phải nói cho thiếp biết đấy. Mình cũng làm việc vừa thôi, kẻo lại quá sức, ốm ra đấy thì khổ. Ừ, ta biết rồi. Xin lỗi vì đã làm nàng lo lắng. Ngươi có thể chờ đến nửa đêm quan sát kỹ càng mà xem. Khi vợ ngươi ngủ say, thì trong miệng cô ta sẽ có một viên ngọc châu màu lục, to bằng hạt ngô, cứ phập phù như nuốt như nhả. Đó chính là bằng chứng, chứng tỏ cô ta là yêu quái. Linh diện nàng ơi, có lẽ cô ta đã ngủ say rồi, nhưng ta có thấy viên ngọc nào phập phồng đâu. Tên đạo sĩ kia dám lừa mình à? Đúng, đúng là có viên ngọc thật. Lẽ nào vợ mình là hồ ly tinh biến thành sao? Bá Ôn, chàng đâu rồi? Trời đã sáng rồi sao? Sao mình lại ngủ ở đây thế này? Đúng, đúng là có viên ngọc thật. Lẽ nào vợ mình là hồ ly tinh biến thành sao? Đúng, đúng là có viên ngọc thật. Lẽ nào vợ mình là hồ ly tinh biến thành sao? Thật không thể ngờ được, người vợ mà bấy lâu nay mình chung sống lại là hồ ly tinh biến thành. Nhưng cô ấy thực sự rất tốt, ta đúng là không dám tin vào sự thật này. Trời ơi, ta phải làm sao bây giờ? Nhận ra rồi à? Những lời ta nói là sự thật đúng không? Đạo sĩ, tuy cô ấy là hồ ly tinh, nhưng suốt thời gian qua cô ấy chưa hề làm điều gì không tốt. Tôi xin ông đừng nói cho mọi người biết. Tôi không muốn ai làm hại đến cô ấy. Ta biết ngươi và cô ta có tình nghĩa rất sâu nặng. Dù cô ấy có là hồ ly hay người đi chăng nữa, thì ngươi vẫn rất yêu thương cô ấy. Nhưng người và yêu khác biệt, hai người không thể sống bên nhau lâu dài được. Vậy bây giờ tôi phải làm gì? Ngươi yên tâm, ta sẽ chỉ cho ngươi một cách khiến ngươi có thể biến cô ấy từ yêu thành người và chung sống hạnh phúc trọn đời bên nhau. Cách gì vậy thưa đạo sĩ? Ông hãy cho tôi biết đi. Đó là ngươi hãy nuốt viên ngọc châu màu lục của cô ấy, lập tức cô ấy sẽ trở thành người. Nuốt viên ngọc châu ư? Phu quân, dạo gần đây thiếp thấy chàng lạ lắm. Chàng có chuyện gì giấu thiếp phải không? Có nên nói cho nàng ấy biết là mình đã biết nàng ấy là hồ ly tinh hay không? Rồi còn chuyện nuốt ngọc để trở thành người nữa. Hay là mình cứ âm thầm làm thôi? Kìa chàng, sao thiếp gọi mà chàng không nói gì thế? Mình và nàng đã là vợ chồng với nhau 3 năm, tình nghĩa vô cùng sâu đậm. Hơn nữa, chuyện biến thành người là quang minh chính đại, sao mình phải giấu nàng ấy chứ? Chàng đang nghĩ gì thế? Có nghe thấy thiếp gọi không? À không, không có gì. Chàng đừng nói dối thiếp nữa. Rõ ràng là chàng đang có tâm sự. Lẽ nào chàng không tin tưởng thiếp, không nói với thiếp được hay sao? Nếu nàng đã nói như vậy, thì ta cũng không muốn giấu nàng nữa. Hai ta hãy thẳng thắn với nhau nhé. Trước giờ nàng đối với ta rất tốt, chưa bao giờ lừa dối ta điều gì. Nhưng có một chuyện nàng vẫn giấu không nói, có đúng không? Chuyện gì chứ? Chuyện gì thì tự trong lòng nàng cũng đã rõ.
thiếp tự vấn lương tâm của mình, thì 3 năm nay ở với chàng chưa từng làm điều gì sơ sót. Nếu chàng bảo thiếp có gì giấu chàng, sao chàng không nói thẳng ra luôn? Lòng nàng, tính nết nàng ta không có gì để nói. Nhưng đêm đêm nàng ngậm hạt châu trong miệng, đó là chuyện gì? Người thường không ai kỳ quái như vậy cả. Thì ra đêm đó đúng là chàng đã nhìn thấy. Phải, thiếp chính là hồ ly tinh biến thành. Nhưng thiếp chưa hề làm hại chàng, chưa hề làm hại ai trong làng này cả. Chàng phải tin thiếp. Ta quả thực không dám tin, cho đến khi chính tay nghe nàng thừa nhận chuyện này. Thiếp xin lỗi vì đã giấu chàng. Chỉ vì cảm kích và mến mộ sự hiền lương, hiểu biết của chàng nên thiếp mới tìm cách để được làm vợ chàng. Chứ thực tình thiếp không có ý đồ nào khác. Giờ chàng muốn mắng chửi hay đánh đuổi, thiếp đều xin nhận. Thôi bỏ đi, ta nỡ lòng nào đuổi đánh nàng chứ. Ta mừng vì nàng đã thẳng thắn thừa nhận thân phận của mình. Ta cũng không chấp nhất điều đó. Bởi vì với ta, tình cảm giữa phu thê ta 3 năm qua là quá đủ để ta tin nàng là người tốt. Chàng hiểu cho thiếp như thế thì tốt quá. Thiếp cũng đã trút bỏ được gánh nặng trong lòng. Nhưng người và yêu vốn khác biệt, ta không để ý. Nhưng nếu người xung quanh biết được, họ sẽ không để cho nàng yên đâu. Chỉ có một cách, là biến nàng thành người thật sự, thì chúng ta mới có thể yên ổn sống đến cuối đời được. Sao cơ? Biến thiếp thành người ư? Sao có thể chứ? Nàng yên tâm, ta có cách mà. Sở dĩ ta biết nàng không phải người thường cũng là nhờ có một vị đạo sĩ chỉ bảo. Ông ta nói chỉ cần ta nuốt viên ngọc châu của nàng thì nàng sẽ biến thành người. Chúng ta có thể sinh con đẻ cái và bên nhau trọn đời. Cái gì? Không được, điều đó là tuyệt đối không được. Sao lại không được chứ? Lẽ nào nàng không muốn trở thành người thật sự sao? Không, không phải thế. Chỉ là nếu chàng nuốt viên ngọc châu của thiếp vào bụng, toàn thân chàng sẽ bị tê liệt. Như thế không được đâu. Không sao, chỉ cần nàng trở thành người danh chính ngôn thuận, ta dù có phải hy sinh tính mạng cũng không màng. Không được, nếu chàng có mệnh hệ gì thì thiếp sống trên đời này còn có nghĩa gì nữa. Chàng hãy nghe thiếp, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện nuốt viên ngọc đó. Thiếp không muốn chàng xảy ra chuyện đâu. Nhưng nếu không làm như vậy thì làm sao nàng có thể trở thành người chứ? Trước giờ chúng ta vẫn sống tốt mà. Có là người hay không đâu quan trọng. Nếu như chàng vì thiếp mà hy sinh bản thân thì thiếp cũng nguyện chết cùng chàng. Chàng sợ hàng xóm biết chuyện thì chúng ta sẽ dọn đến nơi khác. Thôi nào, nàng đừng kích động như vậy chứ. Chàng phải hứa với thiếp là không được nghĩ đến chuyện đó nữa. Chúng ta sẽ tìm cách khác, được không? Được rồi, ta hứa với nàng. Ta hứa. Gã đạo sĩ đó là ai chứ? Tại sao hắn lại xui chàng làm việc này? Lẽ nào hắn có thù oán gì với mình? Không được, mình phải xem hắn là kẻ nào mới được. Chàng phải nghe thiếp, tin thiếp, đừng nghe theo lời gã đó nhé. Thế nào, ngươi vẫn chưa nuốt viên ngọc của con hồ ly đó sao? Còn cách nào khác để vợ tôi biến thành người được không thưa đạo sĩ? Hết cách rồi, đó là cách duy nhất mà thôi. Nhưng vợ tôi nói, nếu tôi nuốt viên ngọc châu đó, toàn thân tôi sẽ bị tê liệt, cả đời sau sẽ không làm được gì. Tê liệt thì ta sẽ có thuốc chữa. Còn yêu tinh muốn biến thành người không còn cách nào khác. Nếu người không nhanh thực hiện thì mãi mãi cô ấy sẽ ở trong lớp hồ ly. Dân làng mà phát giác ra thì hai người còn có thể sinh sống bên nhau được không? Vợ ngươi không muốn ngươi vì cô ấy mà tổn thương, chứng tỏ cô ấy yêu ngươi rất nhiều. Lẽ nào ngươi không thể hy sinh vì cô ấy? Nếu không làm bây giờ thì sau này hối hận cũng chẳng kịp. Ông nói đúng, tê liệt sẽ có thuốc chữa. Chỉ cần vợ tôi trở thành người thì chuyện gì tôi cũng dám làm. Tốt, vậy hãy nhân lúc cô ta ngủ say, phải nuốt bằng được viên ngọc đó. Chuyện đã rồi, cô ta muốn cản cũng không được. Gã đạo sĩ kia, trời, thì ra hắn là... chàng
chàng đã giấu thiếp đi gặp tên đạo sĩ đó phải không? Hả? Sao nàng biết ta đi gặp người đó? Hôm nay thiếp đã tình cờ nhìn thấy chàng và hắn nói chuyện với nhau. Thiếp cảm thấy hắn không phải là người tốt. Chàng đừng nghe theo lời hắn. Sao nàng lại nói như vậy? Vị đạo sĩ đó chỉ có lòng giúp chúng ta được bên nhau mãi mãi thôi mà. Có lòng giúp mà lại xui chàng nuốt viên ngọc của thiếp sao? Thiếp thực sự không muốn. Thiếp xin chàng đó. Ta biết nàng lo lắng cho ta, sợ ta bị tê liệt, nên không muốn ta làm vậy. Nếu nàng không muốn thì thôi, ta sẽ không gặp người đó nữa, cũng bỏ ý định nuốt viên ngọc đó, được chưa? Chàng nói thật chứ? Chàng sẽ không gặp hắn ta nữa chứ? Nàng yên tâm, ta sẽ không để nàng phải lo lắng đâu. Thiếp thấy cuộc sống như hiện tại là tốt lắm rồi. Thiếp không mong gì hơn nữa. Nếu chàng sợ thiếp bị người làng phát hiện, hay là chúng ta chuyển đi nơi khác sống, đến một nơi không có ai cả, như vậy tên đạo sĩ kia cũng không thể quấy rầy chàng được nữa. Được rồi, để chờ Thư Thư một thời gian nữa, ta tìm được chỗ nào tốt hơn, ta và nàng sẽ dọn đến đó. Nàng chịu không? Mấy ngày sau. Lưu Bá Ôn, ngươi đã từ bỏ ý định biến vợ ngươi thành người rồi sao? Sao ta không thấy ngươi hành động gì vậy? Tôi cũng muốn lắm, nhưng Linh Diện, cô ấy không nỡ để tôi phải hy sinh. Hơn nữa tôi thấy cô ấy nói cũng đúng, chúng tôi sống vẫn rất tốt, không cần thiết phải thay đổi. Cô ấy sợ ngươi phải hy sinh vì cô ấy thôi, chứ làm yêu quái sao tốt bằng người được. Nhưng cô ấy cứ khăng khăng không chịu, tôi cũng không biết phải làm thế nào. Ngươi xem đi, đây chính là kết cục của vợ ngươi. Nếu như ngươi vẫn cố chấp, không để cô ấy trở thành con người thực sự. Trời, Linh Diện, tôi không muốn cô ấy trở nên như thế đâu. Nếu như vậy thì phải mau chóng hành động. Hãy chấp nhận hy sinh vì người mình yêu đi. Hành động sao? Ta chỉ sợ cô ta vẫn có lòng đề phòng, không muốn ngươi làm chuyện đó, nên ban đêm sẽ giả vờ ngủ. Vì vậy ngươi hãy lén lút cho gói thuốc này vào nước của cô ấy. Chỉ cần cô ấy uống vào, ban đêm ắt sẽ ngủ say. Được, tôi sẽ làm theo lời ông. Vì cô ấy, tôi nguyện hy sinh tấm thân này. Cô ấy đã uống bát canh mà mình bỏ thuốc, chắc đang ngủ say thật rồi. Viên ngọc đây rồi. Chàng làm gì thế? Trả viên ngọc lại cho thiếp. Ta đã nuốt nó vào bụng rồi, từ giờ nàng có thể trở thành người rồi. Thiếp không xong rồi. Thiếp sắp chết rồi. Tại sao lại như vậy? Không phải là nàng sẽ biến thành người sao? Vì đạo sĩ đó đã nói như thế mà. Chàng bị gã đạo sĩ đó lừa rồi. Ta bị lừa ư? Như thế là sao? Viên ngọc châu đó là đạo hạnh ngàn năm của thiếp. Nếu mất nó, thiếp sẽ chết và hiện nguyên hình. Trời ơi, vậy tại sao nàng không nói với ta ngay từ đầu? Tại sao nàng lại bảo nuốt nó, ta sẽ bị tê liệt? Thiếp không thể nói ra được. Nếu người phạm biết được bí mật này thì thiếp cũng sẽ chết. Vì vậy thiếp mới nói thế, để chàng không làm nữa. Nhưng chàng vẫn cố làm. Trời ơi, là ta, ta đã hại chết nàng rồi. Thiếp biết chàng làm thế là vì yêu thiếp. Vì thiếp, chàng chấp nhận hy sinh bản thân. Có trách thì trách gã đạo sĩ kia quá xảo quyệt. Tại sao chứ? Tại sao hắn lại muốn ta hại nàng? Thiếp đã lén đi theo chàng và nhận ra hắn. Hắn chính là xà tinh biến thành. Trước đây hắn nhiều lần muốn lấy thiếp làm vợ, nhưng thiếp đã thẳng thừng cự tuyệt, khiến hắn ôm hận trong lòng, nên mới nghĩ cách chia rẽ phu thê ta. Khốn kiếp! Đúng là khốn kiếp mà. Thiếp sợ
chàng vẫn bị gã xà tinh đó mê hoặc, nên đêm đến thiếp chỉ giả vờ ngủ để đề phòng. Nào ngờ hôm nay lại ngủ quên nên mới xảy ra cơ sự này. Là ta, là lỗi của ta. Ta biết nàng giả vờ ngủ nên đã lén cho thuốc vào canh của nàng, để nàng ngủ say rồi nhân cơ hội lấy ngọc. Ta đã hại nàng rồi. Thì ra là vậy. Thôi, mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, chàng cũng mắc bẫy của hắn mà thôi. Chàng không có lỗi gì cả, nên cũng đừng tự trách mình. Đêm nay là đêm cuối cùng phu thê ta được ở bên nhau. Khi mặt trời mọc, thiếp sẽ chết. Ta nhớ, ta nhớ rồi. Vĩnh biệt chàng. Không, Linh Diện, Linh Diện. Cảm ơn nàng. Nhờ có giọt nước mắt của nàng mà đôi mắt ta có thể trở nên tinh tường hơn bao giờ hết. Ta có thể nhìn xa vạn dặm và tiên đoán được cả tương lai. Nhưng việc đầu tiên ta làm là tìm tên đạo sĩ khốn đó để trả thù cho nàng. Nàng hãy yên nghỉ nhé. Sau hôm đó, Bá Ôn miệt mài tập luyện võ nghệ, rồi quyết tâm lên đường để trả thù cho Linh Viện. Nhờ giọt nước mắt của Linh Viện mà Bá Ôn có đôi mắt nhìn thấu vạn vật, và còn có phép thần thông biến hóa, nên chàng biết được nơi tu luyện của tên đạo sĩ. Tên đạo sĩ kia, hôm nay ta quyết không tha cho nhà ngươi. Đừng hòng, ta sẽ cho ngươi biết bản lĩnh của ta. Sau khi trả thù xong cho vợ, Bá Ôn tiếp tục phiêu bạt giang hồ, dùng tài nghệ của mình để hành hiệp trượng nghĩa. Cuộc đời éo le của nàng Ngọc Bảo. Mình, ngày mai mình dẫn quân ra trận, tôi lo lắm. Tôi là thái sư, đất nước chưa yên thì chuyện chinh chiến là lẽ thường, cứ gì mình phải lo. Hơn nữa, nhà Mạc không hợp lòng dân nên quân đội có phần sa sút, tôi sẽ dễ dàng dẹp yên quân nhà Mạc thôi. Cha, ông núng như cha con thì khó lắm đấy. Thôi được, ta sẽ tìm giúp con. Cha mà chọn thì nhất định là xứng đáng với con gái của cha rồi. Cha nói thế là muốn tống con đi lấy chồng thật nhanh phải không? Vậy ông thử nhắm xem, trong số các công tử con quan trong triều, ai xứng đáng với Ngọc Bảo con gái chúng ta nào? Thật là khó, chưa thấy cậu công tử nào hợp mắt của cha cả. Cha cũng muốn người đó phải oai phong lẫm liệt, đầu đội trời, chân đạp đất, dám xông pha trận mạnh, lại phải có chí. Khó như vậy, chắc con gái chúng ta ế chồng mất thôi. Xông lên! À! Xông lên! Xông lên! Xông lên! Trời ơi! Giặc đông quá! Thế giặc lại như nước dở bờ! Phải làm sao đây? Thái sư! Tình hình quân địch rất đông! Chúng ta sẽ thua trận mất! Nếu không rút quân, e rằng tổn thất về người sẽ lớn lắm ạ! Nếu rút quân, chúng sẽ chiếm được hai tỉnh của ta đó! Biết đang nói thế nào với Hoàng thượng? Cuộc chiến này nhất định ta phải giành chiến thắng. Nhưng phải làm sao phá được vòng dây giặc bây giờ? Quân của ta mỏng quá. Gì thế? Đội quân kia là đội quân của ai vậy? Thái sư, đội quân của Trịnh Kiểm kéo tới giúp sức cho chúng ta rồi. Tốt quá,
còn chờ gì nữa, xông lên. Thái sư, đệ tử sẽ đánh từ bên trái, người hãy dàn quân từ bên phải, cả hai đánh từ ngoài vào trong, tạo thành thế cộng kiềm. Tốt lắm. Trịnh Kiếm, thật may có đệ tử tới giúp sức cho ta. Không ngờ buổi gặp gỡ trên núi ngày hôm đó lại tạo nên cái duyên giữa chúng ta. Thái sư, lẽ ra người nên cho đệ tử theo người từ hôm đó. Con đang trách ta đây sao? Đệ tử sao dám trách người à? Đệ tử từng nói với người rằng thân này sống là để phụng sự người, nếu cần phải hy sinh tính mạng vì người, đệ tử cũng sẵn lòng. Tốt lắm. Từ nay Trịnh Kiểm chính thức được đứng trong hàng ngũ của tướng lĩnh nhà Lê. Ta sẽ nói với hoàng thượng phong cho ngươi là đại tướng quân. Đa tạ thái sư. Một kẻ dân đen như đệ, không ngờ lại có ngày được phong tước. Không cần phải đa lễ với ta, đệ như người nhà. Từ nay đệ sẽ là cánh tay phải đắc lực của ta. Thái sư, sao người lúc nào cũng đeo thứ này vậy? Hẳn là chiếc vòng này có ý nghĩa rất đặc biệt với thái sư. Đây là quà tặng của Ngọc Bảo, con gái ta. Con bé nói rằng mang thứ này bên mình sẽ gặp may mắn. Ta thấy đúng là ta đã gặp may mắn thật. Con gái thái sư thật biết quan tâm tới cha. Con bé đã 18 tuổi rồi, ta đang muốn tìm ý trung nhân cho nó. Lần này về nhất định ta phải tìm người xứng đôi vừa lứa để cho con bé yên bề gia thất. Có thế thì người làm cha như ta mới an lòng được. Thưa thái sư, lần này trở về kinh thành, để có thể tới nhà thái sư chào hỏi phu nhân và các tiểu thư công tử nhà mình được không ạ? Tất nhiên rồi, lần này về kinh thành nhất định phải tới nhà của ta chơi. Hơn nữa ngươi được phong chức rồi, phải ở lại kinh thành chứ không thể về quê sống được nữa. Tha hồ ghé qua nhà ta bất cứ khi nào. Nhưng ở kinh thành đệ vẫn chưa có chỗ ăn chỗ ở. Tưởng chuyện gì? Chuyện đó khỏi lo, sau này trở thành đại tướng quân, đương nhiên triều đình sẽ cấp nhà cho ngươi ở. Nhưng trước tiên cứ tới ta túc ở phủ của ta đã. Chúng ta như người một nhà mà, không cần phải khách khí. Nếu được thế thì còn gì bằng ạ? Đa tạ thái sư, đệ thật may mắn khi có thái sư nâng đỡ. Ta mới là người may mắn khi có một người phò tá giỏi như ngươi. Không những võ nghệ cao cường mà còn đa mưu túc trí. Cha, cha thấy không? Viên đá của con đã mang lại may mắn cho cha, nên cha mới nhanh chóng thắng trận trở về đó. Tất cả là nhờ công lao của cậu này đây. Ta xin giới thiệu với hai mẹ con, đây là Trịnh Kiểm. Người đã giúp sức rất nhiều cho ta trong trận chiến vừa qua. Nhờ tài thao lược của cậu ấy mà trăm trận trăm thắng đó. Trong tướng mạo của cậu ấy thật là oai phong, hỏi khí không phải. Cậu đã có người nâng khăn sửa túi chưa vậy? Thưa phu nhân, tôi đã có gia đình rồi ạ. Vợ và con nhỏ đang sống tại quê nhà. Lần này Trịnh Kiểm về kinh thành để phò tá ta, tạm thời cậu ấy sẽ ở lại nhà của ta. Mình mau cho người thu xếp phòng cho Trịnh Kiểm. Vâng, mình cứ yên tâm. Cậu cứ tự nhiên, coi đây như là nhà của mình nhé. Đa tạ phu nhân ạ. Con gái thái sư không những xinh đẹp mà còn cầm kỳ thi họa đủ cả. Giả như ta chưa có gia đình, có lẽ... Nhưng xưa nay đàn ông năm thê bảy thiếp cũng là chuyện thường mà. Nếu như lấy được nàng ấy, chẳng phải sự nghiệp của ta sẽ vứt lên như diều gặp gió, nhờ có người cha làm thái sư như cha nàng ư? Tiểu thư, tiếng đàn của nàng thật là mê hoặc lòng người. Ta chưa từng được nghe ai chơi đàn lại hay đến vậy. Tướng quân, người đứng đó từ khi nào thế ạ? Thật ngại quá, tay đàn của em vẫn còn non nớt lắm ạ. Nhưng ta lại chỉ muốn được ngắm nhìn nàng và nghe tiếng đàn của nàng mãi thôi. Quân, sao người lại nói thế? Ai mà nghe thấy lại tưởng giữa chúng ta có gì đó? Nếu thế thì đã sao?
Chị Ngọc Bảo, sao mấy hôm nay không tới đánh cờ với tụi em? Chị hai, lâu lắm mới thấy chị đánh đàn. Tại hai em mãi học quá nên không để ý đến chị đó thôi. Chị vẫn thường xuyên chơi đàn đấy chứ. Cha muốn sau này chúng em sẽ vào triều giúp cha việc triều chính nữa mà. Nên giờ chúng em phải chăm chỉ học tập cho cha yên lòng. Phải đó, sau này các cậu phải vào triều giúp Thái Siêu việc nước, không chăm chỉ học hành sao được. Em vốn không có tham vọng làm quan là do cha khuyến khích đó thôi. Em thì ráng học cho cha vui, nhưng cha đã làm thái sư, con cái sao có thể không vào triều làm quan giúp dân giúp nước cho được. Phải đó, các em đã có thuận lợi lớn khi có cha làm thái sư, bỏ lỡ con đường quan lộ thật là uổng phí. À mà, đại tướng quân Trịnh Kiểm, cha nói võ nghệ của chúng em còn non nớt quá nên phải tập luyện thêm nhiều. Việc luyện võ nghệ chúng em phải nhờ tới tướng quân rồi. Chuyện nhỏ, ta luôn sẵn sàng hỗ trợ hai công tử. Thưa thái sư, đệ tử, mặc dù ta là thái sư chinh chiến bao trận mạc, nhưng ta lại rất nể tài quân sự của ngươi. Trên đời hảo hán như ngươi thật không dễ tìm. Ý của ngươi là gì ạ? Ta muốn gả con gái của ta cho ngươi. Theo ta thấy, con bé Ngọc Bảo cũng có vẻ quý mến ngươi đó. Thái sư, ngài không chê đệ tử vốn xuất thân nghèo khó hay sao? Sao có thể xưng với tiểu thư Ngọc Bảo được ạ? Ta không thể tìm đâu ra một vị tướng tài giỏi như ngươi. Chuyện xuất thân đâu có quan trọng. Nếu ta muốn tìm một người con rể, con nhà quyền quý thì có khó gì đâu. Nhưng ta lại chọn ngươi. Nhưng đệ lại đã có vợ con ở quê nhà. Tiểu thư Ngọc Bảo là cành vàng lá ngọc, chắc gì nàng ấy chịu làm lẽ. Hai người đang nói chuyện đến con phải không? Chuyện hôn nhân đại sự, sao không hỏi ý của con chứ? Ai bảo người là ta không dám làm lẽ cơ chứ? Nếu cha đã chọn chàng, tức là chàng xứng đáng làm chồng của ta rồi. Vậy là ngươi có câu trả lời rồi nha. Ta sẽ bảo với phu nhân sớm chọn ngày lành tháng tốt để tác hợp cho hai người. Vậy đệ tử xin gọi thái sư hai tiếng nhạc phụ. Được lắm, ta sẽ cho chuẩn bị lễ cưới thật long trọng. Triều đình cũng đã cấp phủ cho đại tướng quân rồi. Sau đám cưới thì hãy đưa con gái ta về đó, đừng mãi ở đây nữa. Vâng, thưa thái sư. Thưa tướng quân, theo tin mật báo, nhà Mạc đã bố trí người để đón đường giết chết thái sư Nguyễn Kim đó ạ. Liệu có nên dẫn quân đi theo bảo vệ thái sư không ạ? Thái sư đã lên đường đi Ai Lao được 2 ngày rồi, có dẫn quân đi bảo vệ cũng không kịp đâu. Nếu cho ngựa chạy ngày chạy đêm không nghỉ thì mai ra kịp ạ? Ta nói không kịp là không kịp mà, nhạc phụ của ta sẽ không sao đâu. Nhưng lỡ như thái sư... Cho người lui. Chuyện này không nên để lộ cho ai biết là ta đã biết thái sư gặp nguy hiểm, rõ chưa? Đệ tử không hiểu, tại sao... Đã đến lúc ta là người thay thái sư phụng sự đất nước rồi. Tướng quân... Mình ơi, sao mình lại bỏ tôi mà đi thế này? Cha ơi, nỗi đau này biết bao giờ mới nguôi ngoai. Cha trở về với chúng con đi cha. Cha ơi, cha, cha ơi, nhất định con sẽ trả thù cho cha. Em sẽ đi cùng anh. Đừng nôn nóng, mọi chuyện phải được tính toán cho kỹ. Quân nhà Mạc không đùa được đâu. Em sẽ vào cung xin hoàng thượng dẫn quân đi chinh phạt, nhất định phải đánh tan quân Mạc để trả thù cho cha. Chuyện này, nếu ai sợ hãi thì hãy ở nhà, không cần phải can ngăn. Anh không có ý can ngăn, chỉ khuyên hai cậu hãy cẩn thận mà bàn mưu tính kế cho kỹ, kẻo chết dưới lưỡi kiếm quân giặc đó. Nhà Mạc như cái gai trong mắt ta, nếu các khanh có thể dẹp yên được lũ giặc đó, trẫm sẽ trọng thưởng. Người nào lập chiến công trong trận chiến này
trẫm sẽ để người đó giữ chức thái sư. Đưa ngài thái sư Nguyễn Kim ra đi, vị thái sư vẫn chưa có người nào xứng đáng ngồi vào. Xông lên! Cha! Xông lên! Gia! Nếu mình không ra tay, thì rất có thể sau trận chiến này, một trong hai người em vợ mình sẽ ngồi vào ghế thái sư. Không thể để điều đó xảy ra. Chi bằng nhân cơ hội này, ta tiêu diệt chúng đi cho rồi. Con đường tới chức thái sư của ta đã rộng mở hơn rồi. Tô đại tướng quân, Nguyễn Uông, em trai của Ngọc Bảo, đã bị đại tướng quân giết chết trong trận chiến. Nhưng người em còn lại của phu nhân là Nguyễn Hoàng thì lại lập chiến công. Rất có thể hoàng thượng sẽ đưa Nguyễn Hoàng vào vị trí thái sư. Đại tướng quân tính sao ạ? À? Thật không công bằng. Ta đã phải rất vất vả, giàu sinh ra tử cùng với nhạc phụ mới có được ngày hôm nay. Vị trí thái sư phải về tay ta mới đúng. Sao lại là thằng nhãi nhép đó chứ? Không được, phải nghĩ cách. Phải làm sao? Đại tướng quân cứ nói đi ạ. À? Thủ tiêu nốt Nguyễn Hoàng cho ta. Nhưng đây không phải trong trận chiến, chuyện thủ tiêu có thể bị lộ. Lỡ đâu phu nhân biết được thì... Nhưng nếu hắn còn sống, liệu ta có thể lên được chức thái sư hay không? Trời ơi, sao có thể thế? Ta có nghe nhầm không vậy? Phu quân của ta đã giết chết Nguyễn Uông, giờ lại muốn giết chết Nguyễn Hoàng để ngồi vào ghế thái sư. Thật không thể tin nổi. Người chồng đầu gối tay ấp với ta bấy lâu lại là kẻ tàn nhẫn máu lạnh. Hãy thực hiện nhanh gọn, không được để lại dấu vết gì. Dân, dân, thưa đại tướng quân. Ai vậy? Chị xin em hãy mau trốn đi, đừng chần chừ thêm nữa. Chị, em không cam lòng. Cha đã mất rồi, giờ anh em lại tranh giành quyền lực, sao gia đình ta lại thế này? Em không đi đâu cả, em cũng không có ý định tranh giành chức thái sư với anh vậy. Không được, Trịnh Kiểm đang rất lo lắng rằng có thể hoàng thượng sẽ ban chức đó cho em. Sớm hay muộn em cũng sẽ bị thủ tiêu. Chị không muốn bi kịch sẽ xảy đến trong gia đình chúng ta. Hãy nghe chị, rời khỏi nơi đây. Nhưng nếu em trốn đi, thế nào Trịnh Kiểm cũng cho người truy lùng bằng được. Lúc đó thì em có thể thoát được hay không? Phải, em nói đúng. Thôi được, chị đã có cách rồi, em hãy làm theo chị bảo. Dừng, em xin nghe theo chị. Phu quân, người thấy rồi đó, đứa em của tiện thiếp bỗng nhiên phát chứng u mê điên dại. Phải, cậu ta thế này không thể tham gia triều chính được rồi. Thiếp nghe nói ở Thuận Hóa là chỗ núi độc nước xấu, cúi xin phu quân cho em của tiện thiếp vào trấn thủ ở xứ ấy, làm bệ tôi nơi phên dậu để được hưởng ơn sống suốt đời. Đoan quận công Nguyễn Hoàng là một kẻ tuân kiệt, làm sao ta nỡ để cậu ấy vào nơi ô châu ác địa chứ? Cậu ấy bệnh tình trở nặng, có ở lại đây cũng chẳng giúp gì được cho phu quân nữa. Xin phu quân thương xót để tình chị em thiếp được trọn vẹn. Đúng là cơ hội tốt đây rồi. Xứ ấy có quân đồn trú của nhà Mạc, cứ cho y đến đó, kể như mượn tay họ Mạc, ta khỏi phải mang tiếng. Thôi được, vậy cứ làm theo ý phu nhân. Xin chúc mừng thái sư, từ nay người đã trở thành cánh tay phải của hoàng thượng. Vậy là từ nay mỗi việc của triều chính đều sẽ do thái sư nắm giữ, mong thái sư hãy nâng đỡ cho chúng thần ạ. Được được, có gì đâu, ta nhất định sẽ nâng đỡ những người đã hỗ trợ ta trong suốt thời gian qua. Bẩm thái sư, bà cả cùng các công tử đã tới rồi ạ. Được được, nay ta đón bà cả và hai cậu quý tử lên đây sum họp. Mau gọi bà hai ra chào. Mình và các con đi đường xá xa xôi, có mệt lắm không? Tuy mệt, nhưng nghĩ tới việc được đoàn tụ cùng mình
là mẹ con em hết cả mệt luôn. Em chào chị, chị đi đường xa vất vả rồi. Hai quý tử của cô hai đâu rồi? Các cháu đang bận học, xin thứ lỗi vì không ra chào mẹ cả và các anh được ạ. Thôi nào, vào trong đi. Hôm nay ta cũng đang ăn mừng ngày được thăng chức, lại thêm niềm vui sum họp gia đình nữa. Thật là vui quá đi thôi. Từ nay, ta đã ở đây rồi. Mọi việc trong phủ không dám phiền cô nữa. Ta là bà cả, việc đối nội đối ngoại của phủ đều phải hỏi qua ta. Chị cả, giờ chúng ta sống chung một nhà. Nếu để mọi chuyện trong phủ cho chị gánh vác, em e rằng hơi quá sức với một người như chị. Cô nói thế là đang coi thường ta đấy. Tuy ta không được học nhiều chữ như cô, nhưng ta cũng biết phép tắc lễ nghĩa. Đã là bà thứ thì không được nói hỗn với bà cả. Có thế thì mới yên ấm trong ngoài. Cuộc sống của nàng Ngọc Bảo trong phủ Trịnh Kiểm ngày một ngột ngạt. Nhiều năm sau, Trịnh Kiểm bị bệnh nặng và qua đời. Cuộc chiến tranh giành tài sản giữa hai bà vợ khiến cho gia đạo tương tàn. Nhiều năm sau, người con trai của Ngọc Bảo đã giành được chức võ tướng trong triều. Tưởng rằng Ngọc Bảo sẽ được hưởng những tháng ngày an nhàn thảnh thơi. Nhưng trong một lần, kẻ xấu cố tình hãm hại, đốt cháy phủ Trịnh Kiểm, Ngọc Bảo đã chết chìm trong biển lửa, kết thúc cuộc đời đầy éo le của bà. Mệt hết cả người. Chung quy là tay mày cả, vào rừng mày chả giúp ích được gì cho tao. Vừa chậm chạp vừa năng nề, mày không còn biết đánh hơi nữa à? Chỉ biết chạy loanh quanh làm tao mệt thêm thôi. Hôm nay cho mày nhịn một bữa cho nhớ nha. Ôi trời ơi, nhìn mày tao lại bực hơn nữa. Hey, hôm nào đi săn không được gì cũng đổ tại mình và bắt mình nhịn đói. Ông có giỏi ông cũng thử nhịn đói xem cảm giác ra sao. Hôm nay hy vọng ta sẽ bắt được chú thỏ non béo. Nghe đâu ở khu phía đông khu rừng nhiều thỏ lắm. Lần này mà cũng không bắt được gì thì người làng sẽ cười vào mặt mình mất. Thế nên bằng mọi giá phải săn được một chú thỏ thì mới về được. Nào, nhớ nhiệm vụ của mày chưa? Hôm nay phải bắt được thỏ đấy. Đừng có làm tao thất vọng nữa nghe chưa. Hôm nay mà không săn được gì thì ông chủ lại bắt mình nhịn đói tiếp cho mà xem. Mình cũng phải thật chú ý mới được. À ha, thỏ kia rồi, tóm được bầy rồi nha. Sao nó vẫn chạy được thế kia? Đâu đâu, ông chủ bắt được thỏ rồi sao? Sao nó vẫn chạy được? Con thỏ ngoan cố thật đó. Đứng lại, mày đừng hòng thoát khỏi tay tao. Hôm nay mày thuộc về tao rồi. Đứng lại, đứng lại. Hả? Đâu rồi không biết. Mình hết cái mình mà, nó chạy mất tiêu rồi. Chân bị thương mà chạy nhanh thế. Chắc nó chẳng chạy xa được đâu. Đúng rồi. Nè, bắt con thỏ về đây cho ta, nhanh lên. Nó chỉ là một con thỏ bị thương thôi, đừng có mà để sống nữa đấy. Trời ơi, phải nói tới nó mới chạy kìa. Đúng là nó làm bực mình mà. Thế mà cũng gọi là chó săn đấy. Càng già nó càng lê mê và chậm chạp, chả được cái việc gì hết. Ông chủ bắn chuột để con mồi chạy thoát, xong lại sai mình đi bắt về. Xem nào. Được rồi, giờ ngồi đây nghỉ một chút đã. Chỉ là con thỏ bị thương, chắc nó sẽ sớm tha về đây thôi. Ngồi đây đợi một lát vậy đỡ phải đi đâu. Đau quá. Sao số của mình đen thế này? Đang đi dạo thì bị thợ săn bắn trúng thế này.
giờ lại còn bị chó săn đuổi nữa. Nhưng mà mình không thể để bị bắt được. Cố lên. Ông chủ đúng là chán thật đó. Có con thỏ thôi mà cũng không săn nổi. Bắn nó chỉ bị thương, để nó chạy mất, xong lại bắt mình đi tìm về. Thật phiền phức và thích việc mà. Còn cái con thỏ tranh kia cũng quá lắm cơ. À, con thỏ trốn trong kia chứ gì. Bắt được rồi. Tóm được bầy rồi nha. Ủa, sao chả thấy con thỏ nào? Con thỏ tranh ma này, rõ là vết máu của nó hướng vào đây, thế mà chả thấy gì trong này hết. Gớm nữa, bị thương mà chạy khỏe thế, là mình đuổi theo đến mệt. Chẳng nhẽ chẳng đuổi theo nữa. Nhưng mình mà trở về, chắc ông chủ mắng nhiếc mình cho coi. Nào, phải nhanh nữa lên, con chó săn vẫn đang đuổi theo mình. Cố lên, cố lên. Tôi chết rồi, chuyện này thì mình chết chắc rồi. Làm sao đi trốn được con chó này? Tiếng của nó sủa sát lắm rồi. Nhắn lên, cố lên. Con thỏ kia rồi, sắp bắt được ngươi rồi. Con thỏ cứng đầu. Hôm nay không còn sợ bị mắng nữa rồi. Trời ơi, chó săn đến ngay kia rồi. Phía trước là con dốc kia rồi. Chui vào cái gốc cây rỗng kia rồi lăn đi, chứ sức mình không chạy lại được với con chó đâu. Hy vọng là sẽ cắt đuôi được nó. Gắn lên nào. Ôi. Ủa, cái gì kia? Con thỏ tên tranh kia, nó chui vào hốc cây rỗng lăn mất rồi. Trời ơi, cái hốc cây lăn nhanh quá à. Thôi xong rồi, mất dấu con thỏ đáng ghét rồi. Kiểu này về thế nào cũng bị ông chủ mắng nhiếc cho một trận mất thôi. Chán quá đi, số mình đúng là đen đuổi mà. Cái con chó này, sao có con thỏ bị thương thôi mà cũng mãi không thấy bắt về đến đây. Hay lại để sống rồi không biết. Mình nghi lắm, nó càng ngày làm việc càng uể oải và chậm chạp. Mình phạt nó nhịn ăn suốt rồi đấy, thế mà nó cũng có sợ đâu, vẫn chứng nào tật ấy. Rõ là bực mình với nó mà. Hôm nay nữa mà để sống con thỏ bị thương kia thì đúng là hết nói với nó luôn mà. Ôi trời ơi, xem kìa, biết ngay mà, đến con thỏ bị thương cũng để sống, thế có chán không cơ chứ. Khi thất thiểu trở về một mình, chó săn bị người chủ mắng nhiếc thậm tệ. Cùng lúc đó, tình cờ có con vẹt bay ngang qua. Thấy chó săn bị mắng, vẹt tò mò dừng lại lắng nghe câu chuyện. Ủa, người thỏ săn phải cẩn thận mới được. May quá, chưa bị phát hiện. Mà hình như người thỏ săn đang mãi mắng nhiếc con chó kia nên không thấy mình thì phải. Ha, xem kìa, người thỏ săn đang rất giận dữ. Có chuyện gì thế nhỉ? Đúng là vô tích sự mà. Tao nuôi mày tốn thức ăn, lần nào cũng như lần nào, luôn làm hỏng hết việc mà. Còn mỗi con thỏ bị thương mà mày cũng không tóm được, thì hỏi giờ tao phải phạt mày thế nào đây hả? Mày làm tao thất vọng quá đi. Đúng là hết cách với mày rồi. Nếu không phải tại ông chủ bắn trượt chỉ khiến con thỏ bị thương thì nó sao mà chạy được. Chị có biết trách tôi thôi, rõ là khổ thân tôi mà. Lúc nào tôi cũng luôn bị ăn mắng. Ông cũng thương yêu tôi, chị mắng mỏ tôi thì còn nuôi tôi làm gì nữa. À, ra là họ đi săn bị sợn mất con mồi. Thôi kệ họ vậy. Ây da, chóng mặt quá. Ôi, may quá, thoát được con chó kia rồi. Ây da, đau quá. Ây da, vết thương của mình đau quá. Ủa, bạn thỏ kia bị thương rồi. Thỏ con, chân bạn bị sao thế? Nhìn máu vẫn chảy ra kia kìa. Nào nào, để tôi giúp bạn cầm máu lại. Cảm ơn bạn Việt. Tôi bị thợ săn bắn trúng, nhưng may mà vẫn chạy thoát được, bảo toàn tính mạng. Vậy nên vết thương này dù đau nhưng tôi vẫn chịu được, không có sao đâu. Có phải bạn bị một người thợ săn bắn xong rồi một chú chó truy đuổi đúng không? Hả? Đúng rồi đó. Bạn thấy con chó vẫn đuổi theo mình hả? Nếu thế thì mình phải chạy tiếp thôi. Không không, vừa nãy lúc mình bay ngang qua bè rừng thấy người thợ săn nên vội vã trốn, sợ ông ta bắn. Ai dè người thợ săn ấy đang mãi trách móc chú chó làm sống mất con mồi. Giờ đến đây thấy bạn thì mình mới biết đó. Hóa ra là họ định bắt bạn nhưng không thành.
May quá, thế là họ không đuổi theo nữa hả? Thoát thật rồi, đúng là mình suýt nữa thì bị bắt, thật hú hồn. Mà bạn thỏ cũng giỏi thật đó, bị thôn như vậy mà vẫn chạy trốn được con chó của người thợ săn. Còn con chó không đuổi được bạn, bị người thợ săn mắng cho đó. Bạn vẹt quá khen, mình cũng có giỏi gì đâu. Thật ra thì mình luôn quanh quẩn trong bãi cỏ non kia, nên đã biết con chó ấy từ lâu rồi. Ngày nào nó cũng bị chủ mắng nhiếc, chê bai, dọa nạt hết trơn á. Hả? Chuyện xảy ra liên tục ư? Vì không hài lòng và luôn bất mãn với chủ của mình, nên khi bị sai làm việc gì đó mới làm cho có thôi, chứ chẳng có động lực để làm tới nơi tới chốn á. Chính vì vậy, khi được sai đuổi theo tôi, chó chỉ đuổi cho có à. Còn tôi, nếu không chạy thật nhanh thì tôi mất mạng á. Chó chạy chỉ là vì nghĩa vụ, nên không thể bằng so với việc tôi chạy trốn để bảo toàn tính mạng của chính mình được. Đúng là vậy đó, cũng may là bạn đã an toàn. Nhân cận phát thôn kia chắc cũng đang làm bạn đau lắm. Để mình dìu bạn về nhà nha. Cảm ơn mẹ nha. Nào, đi cẩn thận, hôm nay bạn vất vả rồi. Không sao, giữ được bạn là tốt rồi. Thật may là vì gặp bạn và được bạn đưa về. Thật là oan uổng cho mình, sao số mình nó khổ thế. Vớ phải người chủ tàn nhẫn vô tâm. Đáng nhẽ mình phải được động viên khích lệ. Đằng này ngày nào cũng bị mắng mỏ. Đúng cũng bị mắng, sai cũng bị mắng. Thế nên chỉ biết than thở thế này đây. Biết bao giờ mới toát được sự oan ức này cơ chứ. Ông chủ ơi, sao không hiểu cho tôi một chút đi chứ. Người thợ săn và chú chó đều mắc phải những sai lầm đáng tiếc. Bác thợ săn không hề để ý đến cảm xúc của chú chó, mà chỉ ra lệnh bằng thái độ tiêu cực, trong khi chú chó làm việc với thái độ thờ ơ. Chỉ khi ta chạy bằng cả tâm huyết để giữ lấy mạng sống cho mình, mới có thể khai thác được hết sức mạnh của bản thân.